Qua giả soát của các địa phương, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có hơn 1.100 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và gần 1.300 hộ với gần 4.500 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, sạt lở ven sông. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã tiến hành kiểm tra giả soát các vị trí có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh hiệu quả, lên phương án di rời dân đến nơi an toàn đồng thời tổ chức giả soát các hộ dân số điện thoại chủ hộ nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra ngập lũ lũ quét sạt lở đất để sẵn sàng liên lạc ứng cứu nếu mưa lũ xảy ra